Kính chào quý vị và các bạn, ngày 23 ngày 26 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam nguy cơ bùng phát dịch Covid rất lớn. Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại nguy cơ bùng phát rất lớn trong thời gian tới. Ông Nguyễn Thành Long đưa ra cảnh báo trong bối cảnh nhà chức trách đánh giá 10 ngày thực hiện một nghị quyết được mô tả là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Về cơ bản hiện nay, chúng ta đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh tại các địa bàn trọng điểm như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và một số địa phương khác. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long phát biểu trong hội nghị trực tuyến vào hôm 24 tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, sau khi có nới lỏng giãn cách, lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây nhiễm chủ yếu từ những người trở về từ các vùng dịch. Do đó, đề nghị các địa phương phải rà soát lại, kiểm soát người về từ 4 địa bàn như Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương và Đồng Nai để phát hiện kịp thời và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp hơn. Người đi từ vùng dịch về đã đủ điều kiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nhưng không có nghĩa là thả lỏng mà phải dựa vào tổ COVID cộng đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát. Và chúng tôi bày tỏ lo ngại nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong thời gian tới, do đó các địa phương phải nâng cao hơn mức độ cảnh giác với dịch. Ông Bộ trưởng Nguyễn Thành Long đã nói như vậy vào ngày 24 tháng 10. Người đứng đầu của ngành y tế Việt Nam cũng cho biết các tỉnh như Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định và một số địa phương ở khu vực Tây Nam Bộ đã ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Tin cũng cho hay các tỉnh An Giang, Đắk Lắk, Bến Tre vẫn xuất hiện các ổ dịch lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt, hôm nay tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội ghi nhận 7 ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Đây là hình ảnh hàng chục ngàn người từ vùng dịch đã trở về Sóc Trăng. Được biết hiện nay có một số địa phương có chủ động vaccine cao nhưng có địa phương chưa đạt được tốc độ tiêm còn thấp. Bộ trưởng Y tế Việt Nam cũng nhắc lại chủ trương của địa phương cần phong tỏa và cách ly nhỏ nhất như có thể. Trung bình số ca nhiễm COVID mới trong nước trong 7 ngày qua là 3.544 ca trên mỗi ngày và số tử vong ghi nhận là 68 ca trên ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.673 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca bị nhiễm. Vào tháng 11, bao phủ vaccine đến 80% của người từ 50 tuổi, theo người đứng đầu ngành y tế chia sẻ. Một trong những tiêu chí phân loại cấp độ dịch là độ bao phủ vaccine. Hướng dẫn của Bộ Y tế đã chỉ rõ cố gắng bao phủ mũi 1 theo đúng đối tượng. Trong tháng 10, bao phủ mũi 2 cho người trên 65 tuổi ở mức tối thiểu 80%. Trong tháng 11, đạt mức bao phủ tương tự với người trên 50 tuổi. Vừa qua, có những địa phương làm tốt, nhưng cũng có những địa phương chưa đạt tốc độ tiêm chủng như mong muốn. Do đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương đã được phân bổ vaccine tăng tốc thêm tiêm chủng. Đồng thời, khi triển khai tiêm chủng, phải tuân thủ việc cập nhật dữ liệu thông tin người tiêm lên nền tảng tiêm chủng theo đúng hướng dẫn. Ngoài ra, tiêu chí quan trọng khác là các địa phương phải chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống điều trị, phải đảm bảo giường bệnh cho tình huống có nhiều ca mắc, có máy thở, có đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, có oxy, vân vân. Để khi dịch xảy ra thì kiểm soát được và giảm tối đa số ca bị tử vong. Đây là hình ảnh người dân Đắk Lắk về từ vùng dịch đang chờ xét nghiệm COVID. Trong quá trình cách ly tại địa phương, người dân đã phải trả phí tới 120.000 đồng mỗi ngày, gồm tiền ăn 80.000 đồng và 40.000 đồng chi phí sinh hoạt tại các khu vực cách ly của tỉnh hoặc huyện. Liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định 4.800 của Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã lưu ý qua 10 ngày triển khai, các địa phương cơ bản đáp ứng và linh hoạt kiểm tra, triển khai theo tinh thần thực hiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi áp dụng cứng nhắc. Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh trong nghị quyết 128 và quyết định 4.800 đã nêu ra việc tiến hành đánh giá cấp độ dịch theo quy mô xã, phường để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch đến sự phát triển kinh tế xã hội. Do đó, các địa phương cần thực hiện theo hướng dẫn, khoanh vùng nhỏ nhất để dập dịch và không ảnh hưởng đến đời sống phát triển kinh tế xã hội. Thông tin cũng cho biết đã hơn 2,6 triệu liều vaccine Pfizer đã về đến Việt Nam, 1,3 triệu liều vaccine Pfizer về Hà Nội vào tối ngày 24 tháng 1
và 1,3 triệu liều đến Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 25 tháng 10 do Mỹ hỗ trợ Việt Nam thông qua chương trình COVAX. Thông tin từ Đại sứ quán Mỹ vào sáng 25 tháng 10, đây là lần thứ 6 Mỹ hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Đến nay, tổng cộng có 12,1 triệu liều. Tại hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu vào hôm 22 tháng 9, Mỹ công bố cam kết cung cấp thêm 500 triệu liều Pfizer cho 92 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới. Mỹ cũng hiện là nước viện trợ vaccine COVID-19 lớn nhất trên toàn cầu, nhiều hơn các nền kinh tế hàng đầu khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Anh. Đây là hình ảnh đường phố Sài Gòn trong mưa vào hôm 24 tháng 10. Dữ liệu được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tổng hợp cho thấy, tính đến ngày 9 tháng 9, Mỹ đã tài trợ và phân phối hơn 114 triệu liều vaccine COVID-19 cho khoảng 80 quốc gia đang phát triển trên khắp châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Tính đến 24 tháng 10, Việt Nam đã tiêm chủng hơn 72,9 triệu liều, trong đó có hơn 51,8 triệu mũi 1, hơn 21 triệu mũi 2. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói rằng đại dịch còn lâu mới chấm dứt. Và ông Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros nhận định với gần 50.000 người chết mỗi tuần vì COVID-19 trên thế giới, đại dịch này thì còn lâu mới kết thúc. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros đã phát biểu tại một hội nghị ở Berlin vào cuối tuần qua rằng đại dịch COVID-19 sẽ chấm dứt khi thế giới chọn kết thúc nó. Điều đó nằm trong tay chúng ta, ông nói. Chúng ta có tất cả các công cụ chúng ta cần, nhưng thế giới đã không sử dụng tốt những công cụ đó. Tedros đã nói như vậy và nhận định đại dịch còn lâu mới chấm dứt khi ca tử vong COVID-19 vẫn đang gia tăng khoảng 50.000 người mỗi tuần. Thế giới đã ghi nhận tổng cộng là 244 triệu ca nhiễm COVID và 4.963.000 ca tử vong, tăng lần lượt là 313.000 và 4.000, trong khi 221 triệu người đã bình phục. Theo thống kê, châu Âu hiện nay được xem như điểm nóng của COVID-19 khi nhiều nước trong khu vực ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh thời gian gần đây. Đây là hình ảnh người dân thành phố Nam Kinh, Trung Quốc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 vào hôm 22 tháng 7 vừa qua. Cũng theo thống kê của hãng thông tấn Reuters vào hôm 24 tháng 10, số ca nhiễm ở Đông Âu đã vượt 20 triệu, trong bối cảnh khu vực này phải vật lộn với đợt bùng phát tồi tệ và nỗ lực tiêm chủng đang chậm lại. Phân tích của Reuters cũng chỉ ra rằng dù chỉ chiếm 4% dân số thế giới, Đông Âu đã ghi nhận khoảng 20% tổng số ca nhiễm toàn cầu. 3 trong 5 nước có ghi nhận ca tử vong cao về COVID-19, cao nhất Đông Âu là Nga, Ukraine và Romania. Cũng theo dữ liệu, cho tới ngày 22 tháng 10, số ca nhiễm mới trong khu vực này đã tăng đều đặn trung bình là hơn 83.700 ca nhiễm mới mỗi ngày, mức cao nhất tính từ tháng 11 năm ngoái. Giám đốc chương trình khẩn cấp WHO Ryan cho biết, việc người dân tụ tập trong nhà nhiều hơn sau khi chính phủ các nước dỡ bỏ biện pháp hạn chế đang khiến cho ca nhiễm COVID-19 gia tăng ở nhiều quốc gia châu Âu. Tại châu Á, tình hình dịch dường như đang được cải thiện khi số ca nhiễm mới thì giảm, trong khi tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng. Giới chức y tế của Hàn Quốc đang quan ngại trước nguy cơ bùng dịch sau lễ Halloween vào ngày 31 tháng 10, sự kiện khiến thu hút rất nhiều người đổ ra đường. Nhằm tránh nguy cơ làm cho dịch lây lan, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, chính quyền các địa phương và cảnh sát sẽ phối hợp kiểm tra các quán bar, quán rượu và những địa điểm giải trí khác kể từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11. Và Hàn Quốc hôm 23 tháng 10 cũng tuyên bố đạt mức tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 70% dân số. Nước này cũng ghi nhận 351.000 ca nhiễm và 2.766 ca tử vong do COVID-19 gây ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2021 với bản tin Việt Nam nguy cơ bùng phát dịch COVID rất lớn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.